Huy, chào lại cả nhà. Bây giờ lại chia sẻ cách chuyển đổi âm thanh để mà xài được cái SoundCard Audigy. Như cho những các cô chú, anh chị em, các bạn bè. Có nhiều người họ xài tai nghe USB hay là họ connect qua cái TV đường HDMI. Thì họ sẽ thắc mắc tại sao âm thanh nó nghe không hay, không có effect, không có echo. Đường tải ra nó không được như ý muốn. Hôm nay Huy chia sẻ để cho và giải thích nữa để cho cả nhà mình hiểu được. Trong một cái computer, các bạn không phải là có một cái sound card không? Tính ra các bạn có tới ít nhất, mình đang nói ít nhất nha, là 2. Có người có tới 3 hoặc là 4. Okay. Cái trước tiên thì các bạn bấm chuột phải vào cái loa ở dưới góc. Ở đó nó có cái chữ sound. Các bạn bấm vào sound. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đường playback và đường recording. Okay. Tiếng Đức là Wiedergabe và Aufnahme. Trong đây thì các bạn nhìn thấy nó có loa cho TV. Nó có loa cho màn hình. Okay. Rồi nó có loa cho cái SoundCard onboard là của cái computer. Nó có những cái đường digital. Okay. Rồi có những cái như của webcam hay là của những cái nó gọi là virtual cam, là những cái chương trình như Manicam hay Sparklecam hay là Webcam Max. Nó có rất là nhiều. Nhưng mà những cái đó đâu phải là những cái sound card để mình ca hát đâu. Mình xài là xài cái sound card Audigy. Thì các bạn cứ bấm chuột phải lên cái sound card tên Audigy của mình. Rồi sau đó set not as default. Là cái nút màu xám ở đây nè. Các bạn nhìn thấy đúng không? Hiện tại bây giờ nó đã đang đánh dấu là default rồi. Cho nên ở đây không bấm được nữa. Không ấn đường recording. Các bạn nhớ chọn đường what you hear. Và lúc nào what you hear cũng nằm từ 75 tới 80, đừng lên cao quá, lên cao quá nó sẽ bị rè nha. Thì lúc đó các bạn sẽ xài được cái sound card của các bạn, những cái effect, những cái âm thanh. Nghe, các bạn nhớ bấm chọn cái đường what you hear ở bên recording hay là bên Aufnahme, bấm as default, set as default hay là standard tiếng Đức. Còn bên playback chọn cái loa của mình, cái sound card của mình. Nghe thì các bạn có thể xài được âm thanh effect này nọ như ý muốn để khỏi bị lẫn lộn. Còn nếu mà chỉ xài một cái sound card đó thôi, các bạn có thể disable. Như bây giờ mình disable hết những cái âm thanh này, những cái loa khác để khỏi bị loạn. Đây, mình disable hết. Và bên recording, ngoài cái đường what you hear ra, mình cũng disable hết luôn. Rồi sau đó mình hide hết tất cả, hide hết tất cả những cái đường mà không xài đến. Thì bây giờ trong máy của mình chỉ có hai đường, đúng một cái sound card của mình thôi, là đường what you hear để mà phát ra âm thanh và đường playback để mà nghe được âm thanh. Ok. Thật sự mà nói phải làm quen với cái sound card này, chứ nó không có khó khăn, nó rất là đơn giản. Mình xin ngừng cái video tại đây. Hy vọng là các anh các chị, các cô chú đã hiểu thêm một phần nhỏ nhỏ nào đó về cái sound card này và biết cách chỉnh sửa nó. Mình xin chào cả nhà.